Thưa quý vị, liên quan nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Bến Tre năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 14 và ngày 15 tháng 12 với sự tham gia của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an 8 huyện, thành phố và khối Cảnh sát Nhân dân, khối An ninh Nhân dân, khối Xây dựng Lực lượng. Các đội tham gia đã mang đến những sản phẩm nghệ thuật ấn tượng và nhiều cung bậc cảm xúc, đậm màu sắc của lực lượng Công an Nhân dân, được khán giả đón nhận và cán bộ chiến sĩ cổ vũ nhiệt tình. Tiết mục tham gia liên quan thuộc các loại hình tân nhạc, cổ nhạc, múa, ca múa, độc tấu và quả tấu nhạc cụ. Mỗi đoàn tham gia biểu diễn tối đa 30 phút, nội dung các tiết mục chương trình theo chủ đề, giữ trọn niềm tin, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội gắn với phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, ca ngợi người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống, bản lĩnh nhân dân, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Khi nhận được kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, đội thi đã khẩn trương tiến hành các khâu như chuẩn bị nội dung và dự kiến về nhân sự để tham gia. Đội thi đã tiến hành tập luyện tích cực trong một thời gian gần nhất, ngắn nhất để đạt kết quả tốt trong lần thi lần này. Tham gia liên quan nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Bến Tre năm 2023 thì đoàn nghệ thuật quần chúng khối Xây dựng Lực lượng cũng như các đơn vị khác đều thể hiện cái quyết tâm cao, ra sức tập luyện và sắp xếp cái thời gian ngoài giờ làm việc để có thể là huy động tất cả các thành viên từ nhiều đơn vị địa phương khác nhau để mang đến những cái tiết mục đặc sắc nhất gửi đến ban giám khảo cũng như quý khán giả trong cái kỳ liên quan lần này. Qua đó thì nhằm khắc họa rõ nét cái hình ảnh của người chiến sĩ công an trên tất cả các lĩnh vực cũng như trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong không khí thi đua sôi nổi, các đoàn nghệ thuật quần chúng đã cống hiến nhiều tiết mục đặc sắc, đậm tính nghệ thuật, thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng sâu lắng đến sôi nổi hào hùng. Với sự đầu tư chuẩn bị công phu, sáng tạo trong cách biên đạo dàn dựng, các đội tham gia đã mang đến liên quan những tiết mục đặc sắc, góp phần khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Liên quan năm nay thì có những cái điểm mới so với những năm trước đây là có sự đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức liên quan. Về thể loại thì rất đa dạng phong phú, về tân nhạc, cổ nhạc, múa, hát múa và quà tấu. Trong đó thì các tiết mục tham gia ngoài cái lực lượng của cán bộ chiến sĩ trong ngành ra thì có lực lượng cộng tác viên ở ngoài ngành cùng tham gia. Trong thời gian vừa qua thì các địa phương tập luyện hết sức là hăng say và các tiết mục thì được chuẩn bị rất là chu đáo. Hy vọng cái mùa liên quan năm nay sẽ có nhiều cái chương trình tiết mục đặc sắc. Liên quan nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Bến Tre năm 2023 là cơ hội để tăng cường sự giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực sáng tạo dàn dựng và tổ chức biểu diễn, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần duy trì và phát triển công tác văn hóa, văn nghệ và phong trào văn nghệ trong lực lượng công an toàn tỉnh.